Ronaldo, and he's bashed. Tháng 8 tiếp tục là tháng đầy sôi động với những nội dung thể thao đặc sắc trên các kênh Sport TV thuộc hệ thống truyền hình MyTV. Tâm điểm trong tháng thứ hai của quý 3 chắc chắn là US Open, giải Grand Slam cuối cùng trong năm của làng quần vợt. Sport TV hân hạnh là kênh sóng duy nhất tại Việt Nam truyền tải trọn vẹn những hình ảnh, trận đấu và đấu hấp dẫn của các giải đấu thuộc hàng đỉnh của bộ môn nhận được nhiều sự quan tâm rộng rãi của đông đảo khán giả tại Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó, Sport TV vẫn còn rất nhiều nội dung được phát sóng hàng tuần và luôn được quý vị khán giả trung thành của truyền hình MyTV mong chờ và đón nhận hàng tuần. Từ những diễn biến nghẹt thở trên đường nhựa của môn thể thao tốc độ cùng những chiếc xe máy hạng nặng với MotoGP và World Superbike Championship cho đến các môn thể thao trong nhà khiến mọi con mắt phải ngưng nhìn như bóng bàn, cầu lông và cả bia nữa. Tất nhiên, đây là thời điểm mà Olympic đang diễn ra nên những bộ môn như cầu lông, bóng bàn ở Thế vận hội mùa hè sẽ chiếm spotlight và các giải đấu đang tạm ngừng. Dẫu vậy, vẫn còn đó những giải đấu hấp dẫn của các bộ môn không nằm trong nhóm môn Olympic. Tuần vừa qua, giải đua xe hai bánh lớn nhất thế giới MotoGP đã trở lại với chặng đua tại Vương quốc Anh, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 của giải đấu. Những khán giả yêu thích tốc độ đã được chứng kiến những bất ngờ tại chặng đua Silverstone huyền thoại với 10 nhà vô địch khác nhau trong 10 mùa giải liên tiếp. British Grand Prix đã diễn ra với những kịch bản và diễn biến mà chẳng ai có thể ngờ tới, nhất là khi cuộc đua song mã trên bảng xếp hạng tổng vẫn diễn ra vô cùng cam go giữa nhà đương kim vô địch thế giới Francesco Bagnaia và kim phùng địch thủ Jorge Martin. Martinator đã luôn vươn lên và dẫn đầu bảng xếp hạng tổng ở khoảng thời gian mở màn mùa giải, khi mà Pecco Bagnaia liên tục mắc sai lầm và không thể đạt thành tích tốt tại các chặng đua như Bồ Đào Nha Grand Prix hay Grand Prix of America. Nhưng Martin thì vẫn mắc phải căn bệnh cố hữu đã khiến tay lái sinh năm 1998 đánh mất cơ hội chạm tay vào chiếc cúp danh giá của MotoGP mùa giải 2023. Đó chính là những sai lầm ở ngày đua chính. Năm nay, dù vẫn thi đấu vô cùng thuyết phục ở các cuộc đua nước rút để xứng với biệt danh King of Sprint, nhưng Jorge Martin lại mắc những sai sót nghiêm trọng tại Tây Ban Nha Grand Prix hay gần đây nhất là tại German Grand Prix. Pha đổ xe tại trường đua Sachsenring khi chỉ còn vài vòng nữa là kết thúc đã khiến Martin đánh mất ngôi đầu vào tay của Pecco Bagnaia. Dẫu đã có sự trở lại mạnh mẽ ở British Grand Prix, thế nhưng Jorge Martin vẫn phải làm nền cho ngôi sao sáng nhất ở trường đua Silverstone năm nay, đó là Enea Bastianini. La Bestia sau mùa giải đầu tiên cùng đội trưởng Ducati đầy sóng gió đang sở hữu phong độ khá tốt và xếp thứ tư trên bảng xếp hạng tổng chỉ sau Marc Marquez. Để rồi ở chặng đua kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 của MotoGP, những khán giả yêu tốc độ được chứng kiến một trong những phiên bản tốt nhất của Bastianini kể từ thời anh còn khoác áo đội Resini. Tay lái sinh năm 1997 có lần đầu tiên vô địch cuộc đua nước rút khi vượt qua chính King of Sprint Jorge Martin để giành huy chương vàng sprint. Không những vậy, bước sang ngày đua chính, kịch bản không có gì thay đổi khi La Bestia tiếp tục đánh bại Martinator ở những vòng đua cuối để hoàn thành cú đúp chiến thắng ngoạn mục, đồng thời giải tỏa cấn khát vô địch chặng kể từ Malaysia Grand Prix năm ngoái. Chiến thắng tại British Grand Prix đã làm dấy lên rất nhiều chủ đề bàn luận cho giới mùa điệu làng MotoGP. Với những ai chưa biết, Enea Bastianini sẽ rời Ducati Lenovo Team sau khi mùa giải 2024 khép lại để chuyển sang đội vệ tinh của KTM, Red Bull KTM Tech 3. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi Ducati quyết định dứt áo với Bastianini để ký hợp đồng với Marc Marquez ở mùa giải 2025. Và sau màn trình diễn tuyệt hảo của La Bestia tại trường đua Silverstone, những ý kiến trên lại càng rộn vang hơn bao giờ hết. Enea Bastianini đã có sự tiến bộ và ổn định hơn nhiều so với mùa giải 2023. Tay lái sinh năm 1997 thậm chí còn đang áp sát hai vị trí dẫn đầu của người đồng đội Francesco Bagnaia vào một trong những ứng cử viên thay thế Bastianini mùa tới là Jorge Martin. Dẫu vậy, xét về mặt danh tiếng, cục sự trở lại ấn tượng trong mùa giải 2024, bộ sậu của Ducati Cos như giám đốc điều hành Luigi Dallignà hay Davide Tadozzi có lý do riêng của mình để chọn Marc Marquez làm đồng đội của Francesco Bagnaia ở mùa giải sắp tới. Ai xứng đáng có một suất ở đội trưởng Ducati hay đội đua Italia có tiếc nuối không khi không còn Bastianini trong đội vẫn còn là một chủ đề sẽ còn được bàn ra tán vào rất nhiều cho đến khi mùa giải 2024 khép lại. Nhưng chúng ta vẫn cần phải dành những lời khen ngợi cho Enea Bastianini với những gì mà tay lái sinh năm 1997 đã thể hiện tại British Grand Prix vừa qua. Dù là cách một vị trí hay hai vị trí thì Jorge Martin cũng sẽ vượt lên trên Bagnaia. Đây là cơ hội chăng? Bastianini đang tăng tốc, đang tìm cơ hội để vượt mặt. Rất sát.
Còn hai lap nữa thôi. Nhớ lại trong cuộc đua ngày hôm qua, khi mà Bastianini vượt qua Jorge Martin cũng là ở trong đoạn đường thẳng chứ không phải trong khúc cua. Cắt inside. Vượt rồi. Có lỗi xảy ra cho Martin. Như vậy là Bastianini đã vươn lên rất đầu. Anh đã có một cú hố cua. Vươn lên rất đầu. Nhưng điều tích, rồi. Điều tích cực ở đây là Jorge Martin vẫn đang tiếp tục tham gia được cuộc đua. Chưa có điều đáng tiếc xảy ra. Bastianini đang tạo ra một sự bất ngờ vô cùng lớn khi đang dẫn đầu đoàn đua xếp quá trên Jorge Martin. Quá hay. Cuộc đua ngày hôm nay quá hay. Vâng, đây là phần của anh Đức đây. Phân tích như nào về cuộc đua mặt này này? Vâng, chúng ta có thể thấy rõ ràng là Jorge Martin đã bị hố cua, bị mất line chính. Tuy nhiên thì anh vẫn chưa thể dễ dàng như vậy đâu. Chưa dễ dàng. Nhưng anh Mạnh, với tốc độ của Bastianini được phân tích vài vòng vừa qua thì tôi nghĩ là không còn cơ hội cho Jorge Martin đâu. Nhưng cái tâm lý dẫn đầu ở race chính nó khác lắm. Bastianini thì chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn đầu ở race chính. Không biết lap cuối sẽ như thế nào đây. Anh có thể thấy không? Jorge Martin đã bị chậm hẳn lại rồi. Hết lốp rồi, không còn gì để thi đấu nữa. Tức là chúng ta cũng đã biết kết quả. Vâng, vậy là kết quả của chúng ta đã được ấn định. Vâng, còn ít thời gian nữa thôi. Bastianini vẫn đang giữ vị trí. Và Jorge Martin chắc chắn là cũng không thể mất vị trí thứ hai được nữa rồi. Bởi vì khoảng cách của anh với Pecco Bagnaia đến tận 4 giây. Không có lý do gì để anh mắc sai lầm ở thời điểm này nữa. Thà không về nhất còn hơn là không được điểm nào. Vâng, vậy là đến những khúc cua cuối cùng rồi. Và người về nhất của chúng ta chắc chắn sẽ là Enea Bastianini. Không thể khác được. Cú dùng lắc xe cũng dữ dội ở khúc cua vừa rồi. Chúng ta cùng nín thở nhìn những khúc cua cuối cùng. Vậy là The Beast sẽ chiến thắng chặng đua Silverstone ngày hôm nay. Quá tuyệt vời, như vậy là xin chúc mừng Enea Bastianini của Ducati Lenovo. Vâng, và cũng xin chúc mừng đội đua Ducati Lenovo. Hai tay đua của đội đã đều đứng trên bục podium ngày hôm nay trong cuộc đua chính thức. Vâng, một tôi đã nhìn thấy Bastianini khóc. Quá vui. Có phải là những giọt nước mắt hay không? Silverstone. Rất hạnh phúc. Silverstone mang lại quá nhiều cảm xúc cho Enea Bastianini khi mà anh đã giành cú đúp thắng chặng, thắng phiên sprint và thắng phiên đua chính. Lần đầu tiên làm được như vậy ở mùa giải này với Enea Bastianini. Bastianini đã hôm nay thi đấu quá hay. Gigi Danic, ông chủ đội đua Lenovo Ducati cũng đã không giấu được niềm sung sướng của mình khi chứng kiến Bastianini đã thắng chặng Silverstone ngày hôm nay. We'll be right back.